Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm những cái sinh nhật của những người bạn sắp tới, sắp đến cái ngày sinh nhật của họ thì chúng ta sẽ tìm bằng cách nào, sắp tới ngày sinh nhật của ai. Trước đây thì menu đó rất là dễ tìm, nhưng mà kể từ cái ngày gọi như là Facebook đổi thuật toán thì bây giờ nó sẽ không còn nằm ở trong cái menu nữa mà chúng ta phải làm cái động tác như sau. Đầu tiên thì chúng ta bấm Home để trở về màn hình chính của Facebook. Sau đó chúng ta sẽ bấm vô cái biểu tượng kính lúp ở góc bên trên bên phải. Và tiếp theo thì chúng ta gõ cái từ khóa gọi là sinh nhật. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ bấm tìm. Thì lúc này là chúng ta sẽ thấy tất cả những cái sinh nhật của những người bạn. Đó, chúng ta bấm ôn để thấy hết. Đây là sinh nhật của họ. Vâng. Và lúc này thì chúng ta có thể những người bạn nào mà đã là bạn bè của chúng ta thì nó sẽ hiện lên đây hết sinh nhật của họ sắp đến. Thì nó hiện luôn cả những sinh nhật gần đây, những người mà mới vừa qua sinh nhật của họ khoảng 1-2 ngày và sau đó là những sinh nhật sắp tới, tất cả nằm ở đây hết. Đơn giản không các bạn? Rất là dễ nhá. Thế mà mình cũng phải đi tìm rất là lâu, té ra rằng nó không còn nằm trên menu nữa mà nó nằm ở chỗ từ khóa này. Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời và trao những lời chúc thật là ấm áp và đáng yêu cho những người bạn của mình nhé.